Namaste. Xin chào các bạn. Có nhân duyên chúng ta lại được gặp nhau ở đây. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Miss Hương. Đây là kênh YouTube về yoga, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, giúp các bạn có sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất. Hương mong muốn được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, giúp cho cộng đồng có sức khỏe tốt hơn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh, hãy vui lòng đăng ký, subscribe kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi Miss Hương có video mới nhất nhé. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn vào nút like, thích video, share, chia sẻ video hoặc là ủng hộ, donate cho kênh của Miss Hương theo số tài khoản Miss Hương để ở phần mô tả để kênh có thể ngày một phát triển hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa những giá trị cho cộng đồng. Nếu các bạn có nhu cầu tập yoga trực tuyến hoặc trực tiếp cùng Miss Hương, vui lòng truy cập vào fanpage và inbox cho mình nhé. Miss Hương sẽ trả lời các bạn ngay khi có thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe và bình an. Các bạn thân mến, trong buổi tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập một vài tư thế yoga giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch nhé. Bây giờ bạn hãy trải thảm ra và chúng ta sẽ vào tư thế đầu tiên. Tư thế đầu tiên có tên gọi là tư thế cái cây. Và ở bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện tư thế cái cây biến thể nghiêng lườn. Bây giờ thì hãy đứng, hai chân trụm sát lại với nhau. Chúng ta sẽ trụ ở trên chân trái trước, nhẹ nhàng mở bàn chân phải ra ngoài và từ từ nâng chân lên khỏi sàn. Chúng ta áp lòng bàn chân phải vào đùi trong của chân trái và đưa hai tay giữ lấy khớp háng. Hông giữ cố định hướng về trước và nhẹ nhàng mở gối ra ngoài. Chúng ta chắp hai tay ở trước ngực và nhẹ nhàng hít vào, vươn hai tay lên cao và từ từ thở ra nghiêng lườn sang phía bên phải. Chúng ta đặt tay phải ở trên gối phải, tay trái áp sát vào tai và hướng mặt về trước. Chúng ta sẽ hít thở sâu và đều khoảng 5 cho đến 10 nhịp đếm. Chú ý ngón chân phải hướng xuống lòng đất các bạn nhé. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế và chúng ta đổi bên. Các bạn hãy thật tập trung để có thể giữ vững được tư thế nhé. Sau khi giữ 5 cho đến 10 nhịp đếm thì chúng ta nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế. Chúng ta chuyển sang tư thế thứ hai, tư thế con thuyền biến thể đảo ngưỡi, nằm và áp bụng xuống thảm nhé. Hai chân để rộng bằng hông và nhẹ nhàng chống tay về trước. Chúng ta nâng ức lên khỏi sàn. Cố gắng bám bụng sát xuống dưới sàn nhà. Hít một hơi thật sâu, vươn tay trái lên cao và đồng thời nâng chân phải lên khỏi sàn. Càng cao càng tốt, hãy duỗi thẳng gối và cổ chân của bạn nhé. Mặt hướng lên theo tay trái. Thở, hạ tay và chân xuống. Chúng ta sẽ đổi bên và thực hiện như vậy vài vòng. Bạn chú ý đẩy ức lên cao và hạ thấp vai của mình xuống, đừng để so vai rụt cổ nha. Vòng cuối chúng ta sẽ giữ lâu. Các bạn cố gắng hít sâu và thở đều ở đây 5 cho đến 10 nhịp đếm.
rồi nhẹ nhàng hạ xuống và chúng ta đổi bên nhé. Và cuối cùng mình nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế. Chúng ta cùng nhau thực hiện tư thế tiếp theo, đó chính là tư thế bánh xe. Ở tư thế bánh xe này, chúng ta hãy nằm và đặt lưng xuống dưới sàn nhà. Co gối lại và để hai chân rộng bằng vai. Rìa ngoài của chân song song với nhau. Chúng ta nâng hai cánh tay lên, gập cổ tay và gập khuỷu tay, chống tay ngay xuống phía bên dưới vai và các ngón tay hướng về phía gót chân. Từ từ hít một hơi thật sâu, chúng ta nâng xương cụt, xương cùng, thắt lưng và ức lên. Dùng tay đẩy vai lên một chút xíu và đặt đỉnh đầu xuống dưới sàn nhà, khép hai khuỷu tay lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy thẳng cánh tay và nâng toàn bộ cơ thể của chúng ta lên. Cố gắng đẩy hông lên cao và nếu có thể đưa tay và chân về gần nhau hơn. Hãy điều chỉnh để cánh tay vuông góc với sàn. Chúng ta giữ ở đây, hít sâu và thở đều 5 cho đến 10 nhịp đếm. Để thoát ra khỏi tư thế, hãy nhẹ nhàng gập khuỷu tay và hạ đầu xuống, rồi trượt đầu ra xa và hạ từng đốt sống lưng của chúng ta xuống. Tư thế tiếp theo mà chúng ta thực hiện đó chính là tư thế cái cầy. Mình vẫn đặt lưng xuống dưới sàn nhà các bạn nhé. Từ từ đưa hai chân lên cao, nhẹ nhàng đưa chân về phía đầu và chúng ta sẽ nhổm hông lên. Rồi chúng ta dùng tay đẩy hông lên cao, hạ chân xuống dưới sàn nhà về phía đầu. Bạn hãy đưa bả vai và khuỷu tay sát vào nhau và lấy tay đỡ dọc theo cột sống, dựng thẳng lưng lên, ngực chạm vào cầm và chúng ta giữ ở đây, hít sâu thở đều 5 đến 10 nhịp đếm. Để thoát ra khỏi tư thế, chúng ta hãy cuộn lưng và nhẹ nhàng hạ lưng xuống dưới sàn nhà. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế tiếp theo, đó chính là tư thế con cá. Các bạn hãy kết chân hoa sen, lấy má ngoài của bàn chân phải đặt trên đùi trái và má ngoài của bàn chân trái đặt trên đùi phải. Cẳng chân trái sẽ đặt lên trên cẳng chân phải. Sau đó mình chống khuỷu tay xuống và nâng đầu nâng ức lên, hạ dần gối về phía sàn nhà. Hít một hơi thật sâu, hãy ấn mạnh hông và khuỷu tay xuống, nâng ức lên phía bầu trời. Hết cỡ rồi thì bạn sẽ thả lỏng cổ và từ từ bước tay về phía dưới để hạ đỉnh đầu xuống dưới sàn nhà. Nếu có thể, vươn tay nắm lấy bàn chân, kéo chân sát về háng, hạ khuỷu tay về phía sàn nhà. Chúng ta giữ ở đây, hít thở sâu 5 cho đến 10 nhịp đếm. Nếu các bạn không thể kết chân hoa sen, cũng đừng lo lắng, hãy duỗi thẳng chân xuống dưới và duỗi thẳng cổ chân. Phía trên của cơ thể vẫn thực hiện như Hương vừa mới hướng dẫn nhé. Để thoát ra khỏi tư thế, hãy chống tay xuống và chúng ta nâng đầu lên, rồi nhẹ nhàng hạ lưng xuống dưới sàn nhà, co gối lại. Thả lỏng cho lưng một chút. Cuối cùng để thoát ra khỏi tư thế, hãy nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy nhé. Như vậy là chúng ta đã thực hành xong những tư thế của buổi tập ngày hôm nay rồi. Những tư thế rất tốt để giúp các bạn nâng cao sức khỏe của hệ miễn dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài tập tiếp theo. Namaste!